chào anh ạ. Anh ơi, là anh còn đủ nước nữa không để cho em dọn lục quán luôn ạ? Anh cứ để em còn ngồi tí nữa. Kia, ra đây. Từ sáng đến giờ có một ông khách mà mày lôi một đống cốc này là như nào hả? Này, anh Nhi ơi, con trẻ người mà dùng cái này sớm thế. Này, sau về già là khổ đấy. Em mua tặng chơi thôi, em mua khỏe lắm. Rồi, nhớ chưa? Tí dọn đấy. À, em làm sao rồi, em ngoan thế nhở? Nói gì cứ nghe lời trong đất ấy. Thì lao động là vinh quang mà anh. Mình phải biết gồng gánh để phụ giúp gia đình chứ ạ. Ui, đúng là hồng nhan bạc phận. Anh bảo em bỏ quách cái thằng vừa già vừa xấu bán trà đá ấy. Có tính đi, về với anh nuôi. Thế anh có biết cái thằng vừa già vừa xấu vừa cục cằn đấy là ai không ạ? Là ai? Là anh cũng dẹp tất, anh cũng chấp tất, anh cũng tận tất nha. Là bố tao đấy. Là bố tao đấy. Em xin lỗi anh, em không thể chủ lại được công ty mình nữa rồi ạ. Mong anh thông cảm cho em ạ. Em xin lỗi anh ạ. Em biết công ty đang khó khăn mà em lại rời đi vào lúc này. Tạm biệt anh. Sao cậu còn chưa đi? Dạ. Thưa sếp là em không đi đâu. Hả? Anh, mới chỉ một năm trước đây thôi, em vẫn là một cái thằng nhõi con chưa biết cái gì. Chính anh là người dạy dỗ em để bây giờ em thành một cái thằng người lớn ngày hôm nay ạ. Thế thì bây giờ làm sao trong cái lúc anh gặp khó khăn em ra đi được ạ? Lúc anh gặp khó khăn, cậu là người ở bên anh. Và hôm nay khi công ty sắp phá sản, chỉ có mình cậu ở đây. Cậu có biết là anh đang nghĩ gì không? Dạ, sếp đang nghĩ gì với em nhé? Ở cạnh cậu, anh đen vãi. Cậu chính là vận đen đeo bám anh suốt bao lâu nay. Còn có cậu ở đây ấy, anh không bao giờ phát triển được. Bây giờ thì lượn ngay trước mắt tôi. Ơ nhưng mà... Lượn! Bố! Con chào bố, con đi học về ạ. Ngoan lắm. Thế hôm nay học được mấy điểm mà học môn gì đấy con? Hôm nay đi học thú vị lắm bố ạ. Bọn con được học về hóa học, phản ứng của chất nổ ạ. Thế à? Dạ. Thế thì tốt. Thế ngày mai học môn gì? Ngày mai ạ? Ngày mai thì chưa biết được. Sao lại chưa biết được là như nào? Thì phải đợi xây lại trường đã. Mà bố chuẩn bị tiền đi nhá. Thầy giáo còn sắp đến rồi đấy. Ô này Tôm ơi, thầy mà đến thì bảo bố đi vắng nhá. Ai ốt thì mà. Huyền ăn được nhiều nhỉ? Ôi giời, thế này có là gì anh? Bình thường em còn ăn 3-40 cái rồi. Thế anh ăn no chưa? Anh đã ăn được cái gì mà no à? Ý của anh là chỉ cần nhìn em thôi là anh đã đủ no rồi. Huyền cứ tự do mồm nhá. Anh vào kia đi vệ sinh thì về nhanh nhá. Chào cô gái. Chào chú ạ. Ê, ăn có ngon không? Ngon ạ. Chưa ạ. Ê, ăn ngon xong rồi thì trả tiền nhỉ? Chỗ này 200.000. Chú đợi tí người yêu cháu đi vệ sinh xa rồi trả. Người yêu á? Vâng ạ. Là cái thằng áo đỏ ấy đúng không? Ôi, nó về từ lâu rồi. Ấy, ngồi xuống, đi đâu hả? Nói tóm lại bây giờ có 200.000 ở đây ấy, thì chú cho về nhá. Còn không có ấy, thì đi vào nhà nhá. Chú làm gì hả chú? Thì cứ đi vào nhà thì biết. Đi vào nhà là rửa bát, rửa chén, rửa cốc cho tao. Bao giờ hết nợ ấy, thì tao cho về biết chưa? Ui, ui, ai thế này? Người yêu cũ à? Thấy thì ra chào chứ làm sao? Em, mình về thôi. Ai đây? Thóc mới à? Chăn được à? Ừ đúng rồi đấy, thì làm sao? Tôi cứ tưởng em chia tay tôi em yêu được thằng như nào. Hóa ra vừa già vừa xấu lại còn tản mỡ thế này. Kém. Này, anh. Tôi nói cho cậu biết nhá. Đúng là tôi vừa già vừa xấu, lùn béo mập. Nhưng mà cô ấy bỏ cậu yêu tôi là đúng rồi nhá. Tôi mà như cậu ấy, tôi cảm thấy nhục lắm. Mà quanh đây không có cái lỗ nào để chui vừa đâu cậu ạ. Khóc cái gì? Hả? Bỏ đi làm người nữa chưa? Bố đã bảo rồi. Yêu làm gì mấy cái loại đầu xanh đầu đỏ đấy. Bảo mãi không nghe. Về. Ê, này. Cậu 402 đúng không? Vâng, em chủ phòng 402. Ê, cậu là mới cưới vợ đúng không? Thì sao anh biết? Thì này, tôi nói cho cậu biết nhá. Trai tráng khỏe mắn như cậu ấy, lấy vợ xong thì cái gì cũng phải nhẹ nhàng thôi nhá. Đừng nguỵch, làm ảnh hưởng tất cả mọi người xung quanh biết chưa? Này,
Tôi nói cho cậu biết nhá, tôi là tôi mất ngủ cả tháng nay rồi đấy. Này, tôi phải mua cho ngủ ngon cho cả tôi này. Mua cho cả con tôi đây này, nhá. Làm gì thì làm, nhẹ nhàng thôi nhá. Đừng để ảnh hưởng mọi người xung quanh. Nhưng mà em đi công tác 3 tuần nay đang về đâu? Hôm nay mới về đến đây mà. Này, thế thôi, coi như tôi chưa nói gì nhá. Rồi. À, chào chú. Chè ngon nhỉ, ngày bán bao cốc ấy. Mà bao giờ chú về ấy? Ngày tôi bán cũng bình thường thôi. Tiếng nữa tôi về. Ê, chú làm cốc nhá. Thôi, tôi không uống đâu, tôi xin phép, tôi đi trước nhá. Tôm, lại bố bảo. Dạ. Bố để ý thằng này lâu lắm rồi. Ngày nào nó cũng qua đây hỏi xem là chè như thế nào, bán được bao nhiêu. Nhưng mà quan trọng ấy là nó hỏi là mấy giờ bố về. Bây giờ như thế này nhá, con đi theo dõi nó đi, để xem là nó có tranh giành địa bàn của mình hay không. Vâng ạ. A few moments later. Ui ui. Sao rồi? Dạ, con theo sát lắm rồi ạ. Theo về tận nhà mình, theo về tận giường mình luôn ạ. Nó bảo nhà mình lên giường làm gì? Thì thằng ấy nó không có ý định tranh giành địa bàn bán trà đá với bố, nhưng mà nó có ý định tranh giường ngủ của bố đấy ạ. Tranh giường ngủ của bố đấy ạ.